Nhớ thì mầm bệnh nó ở trong đó, và mầm bệnh này nó có thể sống rất là lâu ở trong đất và nó có thể sống là rất là sâu ở trong đất. Thành ra là tất cả những cái tàn dư thực vật mà có liên quan tới bệnh thì phải tiêu hủy, phải thu gom lại và tiêu hủy cho thiệt là kỹ, chứ đừng có nói là ôi trời nhiều quá thầy ơi, công đâu có công đâu mà làm. Thì thật ra thì nếu bà con không có công thì chắc chắn bà con phải có tiền, bà con mua thuốc, bà con phun thôi. Nói chung thì trong cuộc sống chúng ta mỗi người đều có một cái ưu điểm và mỗi người đều có một khuyết điểm, và chúng ta cần học những ưu điểm của nhau. Ví dụ như bạn đang xem clip của Điền Gâu thì bạn chắc hẳn bạn phải có rất nhiều các ưu điểm, và ngược lại cũng sẽ có ít gì vài khuyết điểm trong người của bạn. Như vậy thì câu chuyện ở đây là chúng ta cùng học và cùng nhau trao đổi đem đến một cái bài toán tốt nhất. Cái clip của thầy các bạn đang xem thì cái câu chuyện là chúng ta cần học cái gì? Chúng ta cần học ở một cái yếu tố, đó là cái con Phytophthora hiện tại nó không đơn giản giống như những gì bạn nghĩ, và nó có khả năng lưu tồn từ 8 tấc cho tới 1 mét nằm sâu dưới lòng đất, và thậm chí là nó lưu tồn từ vụ này qua vụ khác. Cho nên là rõ ràng trong quá trình các bạn làm sầu riêng, các bạn có thể thấy vấn đề đó là ở những cây mà năm rồi cây nó hay bị xì mủ, cây nó hay bị thối trái vào cái tháng mưa đó, thì cái năm sau thời điểm đó cây cũng rất dễ bị thối trái, cũng rất dễ bị xì mủ. Các bạn thấy rõ ràng là cái con nấm Phytophthora nằm trong lòng đất nó không hề dễ trị. Tại vì sao? Đôi khi các bạn biết không biết cách trị nó như thế nào cả. Và vấn đề thứ hai là cái yếu tố, ví dụ như chúng ta học được kiến thức, đó là nó nằm rất sâu và nó nằm rất lâu ở trong đất. Khi các bạn dùng một cái dòng sản phẩm, các bạn tưới, các bạn trị cái con Phytophthora này, thì các bạn cũng phải tưới thiệt là đậm ở những cây đó, thiệt là nhiều ở những cây đó, để làm chi? Để cho cái nước thuốc đó nó được ngấm vào sâu cho tới tận 8 tấc và 1 mét thì cái khả năng nó diệt cái con Phytophthora nó mới được. Chứ còn ví dụ như mình đem về, mình mua về, mình tưới cả khơi phất phơ ở trên thì nó không hiệu quả, dẫn đến là giống như mình nói là cái sản phẩm đó dùng thì nó không hiệu quả. Cho nên là dùng sản phẩm, hiểu cái cây thì nó sẽ đem lại cho bạn cái bài toán tốt nhất. Nói chung thì mỗi người đều có một cái ưu điểm và mỗi người đều có một cái hay riêng. Ví dụ những cái kiến thức chúng ta thường hay học, các kinh nghiệm từ các thầy, đó là gì? Cái kiến thức từ các nghiên cứu, từ các báo cáo khoa học nông nghiệp của sinh viên, của tiến sĩ, từ nhiều cái đề tài. Và khi quá trình ví dụ như tôi đi học đại học đi, thì bạn cũng phải làm khá là nhiều nghiệm thức, và bạn chọn lọc ra cái nghiệm thức nào là cái nghiệm thức tốt nhất. Còn cái khía cạnh của Điền Gâu là tôi có một cái kinh nghiệm dày dặn trong cái mảng phân và mảng thuốc này, và tôi bán rất là nhiều khách, tôi bán đa dạng rất là nhiều khách. Tôi bán đa dạng từ cây lúa, rau màu, bầu bí dưa, cây sầu riêng, cây mít các kiểu, và tôi hiểu được vấn đề của cây trồng. Cho nên đôi khi mà các bạn biết là để đưa ra một cái toa thuốc, tôi phải ngắm nhìn cái cây đó, tôi phải nhìn kỹ cái cây đó, và tôi thấy được cái vấn đề đó là cần phải đưa giải pháp gì cho cây đó. Và thậm chí là bây giờ cái kinh nghiệm, mình nói thật với các bạn là không ai chỉ ai được. Cái kinh nghiệm và đôi khi là cộng những cái toa hàng, nó thuộc về một cái giác quan khác, chứ không phải là cái giác quan của cái lỗ mũi, cái giác quan của ánh mắt, và không phải là cái giác quan của lỗ tai nữa. Nó là một cái phạm trù, nó liên quan tới yếu tố rất nhiều về cái kinh nghiệm. Và kinh nghiệm rồi, không ai chỉ ai được. Chỉ có quá trình trải nghiệm đúng sai, sai đúng, đúng sai thì mới đưa ra một cái bài toán làm sao đó mà gọi là đúc tỉa dần từ từ. Người ta gọi đó là kinh nghiệm. Và cũng giống như một cái câu mà ông bà ta thường hay nói, đó là gì? Gừng càng già càng cay. Tôi có kiến thức và kinh nghiệm của tôi về cái mảng này, tôi đưa làm sao cho nó phù hợp cho anh em. Tôi đưa cái giải pháp đó làm sao mà ở thời điểm đó nó ngon, nó bổ, nó rẻ nhất. Thì đó là những cái kiến thức và cái kinh nghiệm của tôi. Cái kinh nghiệm của mấy bạn là bữa nay mình lên cái clip mình trồng sầu riêng thì phải là mô đó bao nhiêu, mô nó 5 tấc, mô nó 1 mét hay mô nó cao hơn 1 mét. Cái đường nước phải đi như thế nào? Và trong quá trình làm sầu riêng thì chúng ta phải tạo tán như thế nào để cho nó đẹp giống như cây mai vậy? Nó phải có ra tàn thông giống như cây mai hay là các kiểu? Thì đó là cái kiến thức và cái kinh nghiệm của mọi người. Các anh em học từ Điền Gâu và Điền Gâu học từ các kinh nghiệm của anh em rất nhiều. Và trong quá trình buôn bán thì tôi cũng phải nói là gặp rất nhiều cái trường hợp đa dạng dành cho cây. Tôi bán rất là nhiều cây, thậm chí là cây nào tôi cũng ở Việt Nam này tôi cũng đã từng bán hết trơn rồi, và trong đó có cả cây sâm luôn. Nói chung thì tôi hy vọng là với cái những vấn đề mà clip tôi đang làm, nó sẽ phù hợp với cái cách nhìn của anh em. Tại vì vườn của anh em chính là do anh em quyết định, chứ không phải ai quyết định dành cho anh em, mà nó phù hợp ở cái vấn đề là tôi đưa ra cái tư vấn ở cái giai đoạn đó tốt nhất cho anh em. Và tôi cũng không thể copy cái to hàng đó của người A sát bên nhà anh em áp qua cho vườn anh em được. Tại vì cái vườn anh em đôi khi nó khác với vườn khác, trừ phi là cái giai đoạn của cây trồng nó tương tự nhau, gần ở một cái giai đoạn là cây nó không bệnh, cây nó không gì hết, thì có thể là áp từ to người này qua to người kia được. Còn nếu như trường hợp cây của bạn bệnh thì cái vấn đề xử lý nó phải khác nhau. Cho nên khi mà các bạn mua hàng, các bạn phải
hiểu tôi, hiểu bạn, hiểu cây của bạn là các bạn sẽ thắng. Được chưa? Rồi hy vọng anh em nếu mà có dịp thì ghé qua bên Điền Câu mua hàng nha. Zalo mua hàng đó là 0773 888829. Rồi bye bye, chào anh em.